Trong tập trước, Phương Lâm nhờ Song Tử Đại Thiên Tôn cầm chân Tiên Hoàng, còn bản thân tiến vào nơi bế quan của Tiên Tổ để cứu Liên Đạo Phi. Tại đây, hắn bị quốc sư của tiên tộc lừa đoạt xá, chiếm mất thân thể, nguyên thần phải tạm trốn vào Thiên Nghịch Châu. Ở trong Thiên Nghịch Châu, hắn liền phát hiện ra, hóa ra quốc sư lại đang bị Tiên Hoàng lừa gạt, nhưng sau đó, cả Tiên Hoàng và quốc sư lại đang bị Cửu Đế Đại Thiên Tôn lừa gạt. Sau đó, cả ba người lại đều đang bị Vương Lâm lừa gạt. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Đối mặt với Cửu Đế Đại Thiên Tôn và Song Tử Đại Thiên Tôn, thần sắc Tiên Hoàng vẫn tự tin như trước. Trong nháy mắt khi hai người đối phương đi tới, liền hướng về phía đầu lâu tiên tổ ở phía dưới vỗ một cái. Bát cực đạo, cực hóa đạo. Một động tác này khiến toàn thân Tiên Hoàng lóe lên kim quang, đầu lâu tiên tổ dưới thân hắn lan tỏa ra kim quang chói mắt, khiến màu tím trong thiền không bị xua tan trong phạm vi lớn. Đồng thời đầu lâu của tiên tổ lại mở miệng, phát ra giọng nói của Tiên Hoàng. Bát, cực, đạo, tiên, hỏa, đạo. Lời nói dù đứt quãng nhưng vẫn nói ra đầy đủ. Trong nháy mắt khi nói xong, chỉ thấy có 9 vòng khói xanh lớn cỡ một trượng đột nhiên xuất hiện, vờn quanh bên ngoài đầu lâu tiên tổ, chuyển động 9 vòng rồi lao thẳng về phía Song Tử Đại Thiên Tôn và Cửu Đế Đại Thiên Tôn. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa truyền khắp cấm cung. Thân thể Vương Lâm ẩn trong cơ thể thông qua hai mắt của thân thể, thông qua mắt phải của tiên tổ, trong khi quốc sư đang rung động không phát hiện ra, nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện. Đối với biến hóa bất thình lình này, Vương Lâm không dám coi thường mà hành động. Hắn còn đang chờ, hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Cửu Đế Đại Thiên Tôn xuất hiện có lẽ sẽ khiến biến hóa mới xảy ra. Vương Lâm trước khi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ thì hắn tuyệt đối không đi ra. Tiếng ầm vang truyền ra, chỉ thấy sắc mặt Song Tử Đại Thiên Tôn tái nhợt, màu tím bao phủ bên ngoài thân, lui lại mấy bước. Cửu Đế Đại Thiên Tôn cùng lui lại phía sau, thần sắc ngưng trọng. Hai người vừa giống như không phải đối mặt với Tiên Hoàng mà là đối đầu với Tiên Tổ vậy. Là Tiên Tổ triển khai thần thông cho nên một kích liên thủ của hai người vẫn bị bức lui. Không phải là lực lượng đầy đủ của Tiên Tổ, chỉ chừng một thành mà thôi. Ánh mắt Cửu Đế lóe lên, lập tức nói. Trong khi hắn mớ miệng, cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng. Chỉ thấy dáng vẻ già nua của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy bỗng nhiên thay đổi, trong nháy mắt liền hóa thành một nam tử trung niên. Tướng mạo hắn cực kỳ anh võ, cũng lộ ra một khí tức bá đạo như của bậc đế vương. Cửu Đế Đại Thiên Tôn vẫn luôn bảo trì dung mạo già nua, chỉ có khi tu vi triển khai trên diện rộng thì tướng mạo mới biến hóa như vậy. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên Liên Đạo chân ta được nhìn bộ dáng thế này của ngươi. Nhưng dù là như vậy, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta đâu. Tiên Hoàng mỉm cười, đơn giản khoanh chân ngồi trên đầu lâu của tiên tổ, hai tay vung lên, đặt lên thiên linh của cái đầu lâu nọ, lấy máu của ta dẫn về linh hồn tiên tổ. Tiên Hoàng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong tích tắc khi máu tươi phun ra, lập tức đầu lâu của tiên tổ chấn động mãnh liệt, kim quang ngập trời bùng lên, ngưng tụ bên ngoài thân thể Tiên Hoàng. Mắt thường có thể nhìn thấy một hư ảnh khổng lồ màu vàng kim biến ảo ra trong cấm cung này. Thân ảnh này mặc hoàng bào, chính là tiên tổ. Đầu lâu là thật, thân thể là hư. Giờ phút này kim quang trong hai mắt lóe lên, tay phải hắn giơ lên chụp vào hư không một cái. Bất ngờ một thanh kiếm màu vàng biến ảo ra, bị hư ảnh tiên tổ nắm trong tay. Tiên cực phanh. Trong nháy mắt khi thanh kiếm này xuất hiện, Vương Lâm trong mắt phải của đầu lâu của tiên tổ lập tức cảm nhận được một sự kêu gọi rất sâu. Năm đó dưới một kiếm của tiên tổ, rất nhiều sinh linh thiên ngoại đều phải hình thần câu diệt, chỉ có những kẻ khá có tư cách mới được phong ấn thành châu lục. Hôm nay hai người các ngươi mạo phạm tiên uy, một kiếm này chém xuống còn không lui ra ngay. Giọng nói của tiên hoàng vang vọng trong thiên địa, thanh đại kiếm màu vàng kim kia giơ lên, bỗng nhiên hung hăng chém về phía Song Tử và Cửu Đế. Một kiếm vô thanh vô tức, nhưng trong khoảnh khắc này thiên địa lại biến sắc. Không gian của cấm cung này trong một nhát chém này cũng sụp đổ, giống như bị chém thành hai vậy. Một kiếm hạ xuống khiến sắc mặt Cửu Đế đại biến, hai tay bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể biến ảo ra một vầng mặt trời màu trắng, treo cao giống như vầng mặt trời màu tím kia, cùng phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy một con bạch lang gầm thét từ trong mặt trời màu trắng biến ảo ra, ngửa mặt hướng về phía thanh kiếm màu vàng kim đang chém tới gầm giống. Cùng lúc đó Song Tử Đại Thiên Tôn cũng bắt quyết, màu tím tràn ngập đất trời, bất ngờ hình thành một vùng trúc màu tím. Tử trúc này trong nháy mắt liền mọc lên, chớp mắt đã bao phủ cả đất trời, tạo thành một rừng trúc, giống như vạn kiếm đồng thời đâm tới, đối đầu với đại kiếm màu vàng kim đang từ trên trời giáng xuống kia. Đạo nhất, võ phong, hai người các ngươi giờ vẫn còn bất động thì còn đợi tới khi nào? Cửu Đế giống to, trong nháy mắt khi bạch lang lao tới, chỉ thấy phía hai bên tiên hoàng bất ngờ xuất hiện kịch biến, vạn vật trong thiên địa bên trái tiên hoàng bất động, đạo nhất thiên tôn cất bước đi ra, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tay phải giơ lên, một chỉ điểm về phía tiên hoàng. Một chỉ này nhìn như tầm thường nhưng lại đại biểu cho đạo của đạo nhất thiên tôn. Đạo của hắn là vạn vật hóa nhất, một chỉ xuất ra ẩn chứa lực lượng đỉnh điểm toàn thân. Phong vân phía bên phải tiên hoàng biến sắc, tiếng ầm vang truyền ra giống như trời long đất lở vậy. Võ phong đại thiên tôn đầu chọc bước ra, trong nháy mắt xuất hiện liền không chút do dự nắm quyền tay phải, một quyền đánh thẳng về phía tiên hoàng.
Võ Phong Đại Thiên Tôn năm đó từng xông qua tầng thứ 19 Thiên Tôn Niết, hắn cầu võ đạo, dùng võ nhập đạo, giờ phút này một quyền đánh ra ảnh chứa toàn bộ lực lượng của hắn, cũng ẩn chứa cảm ngộ thiên địa của hắn, ẩn chứa tín niệm đỉnh phong của hắn. Tứ Đại Thiên Tôn đồng thời ra tay, Vương Lâm ở trong mắt phải của Tiên Tổ nhìn rõ ràng mọi chuyện, linh hồn chấn động. Hắn thật không thể ngờ nổi hành trình tới địa cung lần này lại có biến hóa như vậy. Đạo nhất, Võ Phong không ngờ lại hiện thân ở bên cạnh hắn. Trong chớp mắt khi hai người xuất hiện, Vương Lâm hiểu rõ rằng biến hóa tại địa cung này giống như một ván cờ. Còn mình là một quân cờ trong đó, thậm chí cả mấy đại thiên tôn đều là quân cờ. Người đánh cờ lần này một bên là Tiên Hoàng, còn một bên khác không biết là ai. Kim kiếm giáng xuống đối kháng với bốn người song tử, cửu đế, đạo nhất, Võ Phong, bộc phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang này, thân thể đạo nhất run lên, bị cuốn lại phía sau. Võ Phong nọ sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể truyền ra những tiếng bùng bùng, thân thể cũng đồng thời lùi lại. Tu vi hai người song tử, cửu đế cao hơn đạo nhất và Võ Phong, nhưng dưới kim kiếm này cũng vẫn phải lùi lại như trước. Chẳng qua bốn người dù thối lui nhưng lực lượng đánh ra cũng không bình thường. Thế gian này ngoài vị đại thiên tôn cường đại nhất ở cổ tộc kia thì bất cứ đại thiên tôn nào cũng không thể đối kháng với lực lượng của bốn người khác. Càng không cần nói tới đại kiếm màu vàng kim này chỉ là hư ảo, chỉ ẩn chứa một thành lực lượng của tiên tổ. Trong tiếng ầm vang, đại kiếm màu vàng sụp đổ, hóa thành mảnh nhỏ bị cuốn đi, gào thét lao về bốn phía quanh hư ảnh tiên tổ, rơi lên mặt đất. Cùng lúc đó thân ảnh hư ảo của tiên tổ cũng tiêu tán theo, chỉ có cái đầu lâu chân thật đang lơ lửng trong không trung. Thân thể tiên hoàng ở bên trên đó lúc này chấn động, khóe miệng tràn máu tươi, ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm vào đạo nhất và Võ Phong. Nếu lão phu xuất hiện còn chưa đủ, vậy thêm đạo nhất và Võ Phong không biết tiên hoàng ngươi đã cho là đủ hay chưa. Cửu đế nhìn tiên hoàng lạnh lùng nói, bốn người các ngươi rốt cục muốn ta làm gì? Thần sắc tiên hoàng âm trầm, chậm rãi nói, thả Vương Lâm ra, bổn tôn sẽ rời đi. Mục đích của song tử đại thiên tôn rất rõ ràng, nhìn chằm chằm vào tiên hoàng, bình tĩnh mở miệng nói, lão phu hy vọng tiên hoàng phong ấn đầu lâu của tiên tổ một lần nữa. Đầu lâu này trấn áp linh hồn 72 châu của tiên tộc, sự tình trọng đại không phải là vật tiên hoàng có thể lấy đi. Ánh mắt cửu đế đảo qua đầu lâu của tiên tổ, chậm rãi nói, ý muốn của bổn tôn cũng như của cửu đế. Tiên hoàng, bảo trì thế cục năm đại thiên tôn chúng ta là tốt rồi, không cần phải phân tranh một lần nữa. Thần sắc đạo nhất âm trầm, nhìn đầu lâu của tiên tổ dưới thân tiên hoàng, trong lòng hơi kiêng kỵ. Võ Mỗ cũng có ý này. Võ Phong trầm mặc một chút, lập tức nói, tiên hoàng cười ha hả, tiếng cười cực kỳ lạnh lùng, hai tay phất lên. Trong khi đạo nhất và Võ Phong biến sắc, hai tay tiên hoàng đặt mạnh lên ngực, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, hai mắt tràn ngập kim quang, mở miệng cũng thấy có kim quang lan tỏa ra, thậm chí ở hai tay hắn hai mũi, toàn bộ thất khiếu đều tỏa ra kim quang vô tận. Kim quang này bỗng nhiên lan tỏa ra bốn phía, hình thành một cơn sóng màu vàng kim, khiến đám người cửu đế biến sắc, không tự chủ được mà lui lại phía sau. Trong khi bọn họ lui lại, thần sắc tiên hoàng dữ tợn bước tới từng bước, hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà thỏa hiệp. Hắn thả bộc phát tất cả lực lượng của đầu lâu tiên tổ, khiến cho đám người này trong thời gian ngắn không thể tới gần, mạnh mẽ hấp thu lực lượng của đầu lâu tiên tổ. Nếu thành công thì đối mặt với bốn đại thiên tôn hắn cũng chẳng kiêng kỵ chút nào. Kim quang bộc phát ra, thân thể tiên hoàng uốn lượn, hai tay đặt lên đầu lâu tiên hoàng, hút mạnh một cái, nhưng không có bất cứ kim quang nào bị hút vào. Giống như trong đầu lâu của tiên tổ có một lực lượng giam cầm khiến tiên hoàng không thể dung hợp được, là phong ấn của Điệu Vong tộc. Quốc sư đáng chết này, hắn trước khi khiến tiên tổ mở miệng lại dùng thần thức dung hợp, khiến cho trong đầu lâu của tiên tổ ẩn chứa một tia phong ấn mỗi đời của Điệu Vong tộc, nhưng phong ấn này cũng không thể làm khó ta được. Ta là tiên hoàng, thời điểm tầm thường không thể giải khai phong ấn này, nhưng hôm nay có thể điều khiển đầu lâu của tiên tổ thì có thể. Dù là hôm nay ta giải khai phong ấn các đời Điệu Vong tộc thì quốc sư nọ cũng không thể làm nên chuyện gì to tát. Ý niệm trong đầu tiên hoàng lóe lên, giờ phút này tình huống khẩn trương khiến hắn không thể suy nghĩ được gì nhiều. Bên tai có tiếng ầm vang truyền tới, hiển nhiên là bốn đại thiên tôn ở bên ngoài đang triển khai toàn lực muốn phá kim quang này. Thời gian gấp gáp, tiên hoàng biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều. Nếu hắn không thể mạnh mẽ hấp thụ sức mạnh của cái đầu tiên tổ, một khi kim quang tan đi thì bốn đại thiên tôn kia sẽ tới, công sức của bản thân chắc chắn sẽ uổng phí. Chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Hôm nay đã tới bước cuối cùng, hắn đã sắp thành công, không cam lòng chịu thất bại. Kế hoạch của ta ngay cả quốc sư cũng nhìn không thấu. Cửu đế kia đích thị là đang ở tổ thành nên mới tới đây, nhưng đạo nhất và Vũ Phong, sao hai người bọn họ lại tới nhanh như vậy? Tiên hoàng cắn răng, không do dự giơ tay phải lên, chỉ về phía trước. Ngay khi một chỉ này hạ xuống, chỉ thấy ngón tay của hắn lập tức tan vỡ, hóa thành máu thịt. Lấy máu thịt hậu nhân tiên tổ của ta dẫn động phép tắc thiên cương, vĩnh viễn giải khai phong ấn của Điệu Vong tộc. Trong tiếng gầm nhẹ, những ngón tay còn lại trên tay phải của tiên hoàng lại tan vỡ. Lúc này chẳng những ngón tay, mà ngay cả bàn tay cũng vậy. Sự tan vỡ này còn lan ra, khiến cho ngay khi lời nói của tiên hoàng chấm dứt, một nửa cánh tay phải của hắn đã tan biến. Một lượng máu tươi màu vàng rất lớn khuếch tán ra,
ở trước người hắn ngưng tụ thành một ký hiệu kim huyết. Ký hiệu này tự cháy lên trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Ngay khi ký hiệu màu vàng này tan biến, bên trong mắt phải của tiên tổ, quốc sư đang chiếm cứ thân hình Vương Lâm kia thân thể lập tức run lên, phong ấn đời đời giam cầm điệu vong tộc của hắn trong nháy mắt biến mất. Ngay khi phong ấn này biến mất, hai mắt quốc sư chảy xuống hai hàng nước mắt. Đây là những giọt nước mắt kích động, là mục tiêu đeo đuổi của cả đời hắn. Hắn đã nỗ lực hết sức, chính là muốn cởi bỏ phong ấn này, khiến cho tộc nhân của hắn từ nay về sau có thể thoát khỏi sự sinh tử đã được vận mệnh định sẵn. Ngay khi phong ấn được giải khai, một sức mạnh tới từ tiên hoàng ở bên ngoài cái đầu của tiên tổ nhanh chóng lao tới, xông vào bên trong mắt phải, xâm nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Sức mạnh này mạnh mẽ càn quét, dễ dàng xóa đi dấu vết của quốc sư khiến cho hắn diệt vong. Đây là sát chiêu cuối cùng của tiên hoàng, hắn sẽ không để cho quốc sư tồn tại sau khi giải khai phong ấn. Phong ấn được giải khai chính là lúc quốc sư tử vong. Quốc sư chiếm cứ thân thể Vương Lâm kia ngay khi tử vong, ở bên trong đầu hắn giống như có một tầng ký ức không biết bị phong ấn từ lúc nào bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn mơ hồ nhớ được điệu vong tộc truyền thừa cho tới nay, tộc nhân của hắn gần như đã tuyệt diệt. Từ sau khi hắn sinh ra bao gồm cả hắn cũng chỉ tồn tại có 3 người. Hắn không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không ai nói cho hắn biết. Hắn chỉ biết bản thân là tộc nhân của điệu vong tộc. Ngoài hắn ra, hắn còn thấy một nữ tử, còn có một đứa bé gái. Hai mẹ con người này cũng gần như là người thân của hắn. Hắn nhớ được nữ tử kia chính là quốc sư đời thứ nhất. Hắn không phải quốc sư thật sự chính là đứa bé gái kia. Đứa bé gái này bố của nó là ai hắn không biết. Hắn chỉ nhớ được sau khi đứa bé gái kia sinh ra không lâu đã mất tích, còn hắn đã được nữ tử kia đưa lên làm quốc sư, truyền thụ cho hắn thần thông của bổn tộc. Dần dần hắn trưởng thành, ký ức của hắn bị phong ấn, hắn thủy chung vẫn cho rằng mình chính là quốc sư. Dần dần khi nữ tử kia qua đời, hắn đã nên người. Trong ký ức của hắn, hắn có rất nhiều tộc nhân, những tộc nhân này vẫn còn đang ngủ say, vẫn chưa tử vong. Sứ mạng của hắn chính là phải nghĩ ra được mọi cách khiến cho những tộc nhân đang ngủ say được giải khai phong ấn của vận mệnh. Hắn thủy chung cho rằng tộc nhân của mình còn rất nhiều, nhưng lúc này, khi ký ức đã thức tỉnh, hắn mới nhớ ra bộ tộc của mình, ngoài đứa bé gái đã mất tích kia vốn cũng chỉ còn lại một mình hắn. Khó trách tiên hoàng có dũng khí giải khai phong ấn, bởi vì tiên hoàng biết điệu vong tộc ta chỉ còn lại có một người, chỉ cần ta chết thì có giải khai phong ấn cũng không có vấn đề gì. Ta vốn không phải là quốc sư như vậy, ta là tộc nhân của điệu vong tộc sao? Đúng vậy, hẳn là như vậy, hôm nay phong ấn kia được giải khai, đứa bé gái mất tích năm đó mới chính là quốc sư, hiện giờ nàng là ai? Người này thủy chung vẫn cho mình là quốc sư, vì tộc nhân có thể nỗ lực hết sức bày mưu với tiên hoàng, cho tới khi thất bại lâm vào cảnh tuyệt vọng đáng thương, suy nghĩ cuối cùng trước khi chết dần dần tiêu tan, cho đến khi hắn chết, không ai biết được quốc sư thật sự là ai. Nhưng khi hắn tử vong, cũng không hề có một câu oán hận nào, hắn hiểu rõ có lẽ đây chính là sứ mệnh của mình, vì bảo vệ quốc sư thật sự, để giải khai phong ấn của toàn tộc, từ lúc sinh ra sứ mệnh của hắn đã được ấn định như vậy rồi. Ngay khi người đáng thương này hình thần câu diệt, sức mạnh của tiên hoàng kia quét ngang thân thể Vương Lâm. Sau khi xác định trong thân thể Vương Lâm không còn một chút linh hồn dao động nào, sức mạnh này lại quét ngang một vòng, lúc này mới lùi lại đi ra ngoài. Nhưng ngay cả tiên hoàng cũng không nhận thấy được sự tồn tại của thiên nghịch châu trong cơ thể Vương Lâm, càng không thể nhận thấy được linh hồn của Vương Lâm đang bị thiên nghịch châu kia bao phủ. Sau khi giải khai phong ấn giam cầm điệu vong tộc, thần sắc tiên hoàng lộ ra vẻ kích động, hắn cho rằng tất cả đều nằm trong tính toán của mình. Sự tự tin vô cùng của hắn thủy chung không hề tiêu tan, bắt đầu nhanh chóng hấp thu sức mạnh của cái đầu tiên tổ. Chỉ thấy từng làn khói màu vàng từ thất khiếu của cái đầu tiên tổ bay ra, chui vào trong thất khiếu của tiên hoàng, khiến cho tu vi của tiên hoàng ầm ầm tăng lên. Những suy nghĩ hưng phấn, kích động trong chớp mắt tràn ngập toàn thân tiên hoàng. Bị kim quang bao phủ, hắn không nhìn thấy ở bên ngoài kim quang, Hải Tử Thiên Tôn đứng trên không trung ở đằng xa. Sau khi tiên hoàng giải khai phong ấn của điệu vong tộc, thân thể nàng liền run lên kịch liệt. Hai mắt của Hải Tử lộ ra một vẻ mê man và dãy giụa, dường như có một ký ức từ trong đầu nàng nhanh chóng thức tỉnh. Theo phong ấn giam cầm điệu vong tộc tiêu tan, ở trong cơ thể của Hải Tử còn có một luồng sức mạnh thức tỉnh. Sức mạnh này đến từ điệu vong tộc, nó thuộc về quốc sư chân chính. Hai mắt nàng dần lộ ra vẻ sáng ngời, tay phải theo tiềm thức giơ lên, hướng về chỗ đầu của tiên tổ đang phát ra kim quang kia điểm tới. Tất cả tồn tại, vì những thứ vốn tồn tại, cho nên có thể mất đi, đây là phong. Tất cả người chết, vì sự tưởng niệm của người sống, cho nên có những suy nghĩ từ hư vô, đây là điệu. Điệu vong tộc, lấy suy nghĩ của người sống, lấy sự tồn tại của người chết, lấy sự ủy thác tìm kiếm tinh thần, lấy sức mạnh của kiếp này và kiếp sau, ngưng tụ hương hỏa, lấy đó hóa điệu thành vong, khiến cho những thứ tồn tại tiếp tục tồn tại, khiến cho những thứ mất đi trở về hư vô. Hải Tử thì thào, ngay khi đầu ngón tay chỉ xuống, lập tức kim quang ngập trời này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được co rút lại, trong nháy mắt biến mất, toàn bộ lại một lần nữa ngưng tụ trở về bên trong đầu của tiên tổ. Sau khi kim quang tiêu tan, lộ ra tiên hoàng từ trước tới giờ vẫn ẩn mình trong kim quang, còn có đầu của tiên tổ ở dưới chân tiên hoàng,
kim quang tỏa ra trên đó hoàn toàn biến mất, khiến cho hai mắt của cái đầu này dần dần nhắm lại, sau khi lại tràn ngập ra tử khí mất đi sức mạnh lơ lửng giữa không trung, rơi xuống mặt đất. Khí tức màu vàng đang được hấp thụ vào trong thất khiếu cho tiên hoàng bị cắt đứt, khiến cho khí tức màu vàng đang chui vào trong cơ thể của tiên hoàng giống như là mất đi chỗ dựa từ trong thân thể tiên hoàng lan ra, lại bay về cái đầu của tiên tổ đang rơi xuống đất. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho tiên hoàng đứng sững ra ở đó, hai mắt hắn trợn trừng, lộ ra vẻ không thể tin, trong lúc thì thào ngẩng mạnh đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hải Từ Thiên Tôn. Ngươi không thể nào, quốc sư đã chết, hoàn toàn đã chết, ngươi không phải là quốc sư, ngươi không phải người của Điệu Vong tộc, ngươi không thể nào có được sức mạnh của quốc sư. Tiên hoàng gần như phát điên, hắn không dám tin tất cả những thứ mà mình nhìn thấy, cảnh tượng này hắn không dám tin, cũng không muốn tin. Ngươi không phải người của Điệu Vong tộc, dưới phong ấn của tiên tổ, Điệu Vong tộc không thể rời khỏi hoàng cung, rời khỏi tổ thành, ngươi không phải là quốc sư, rốt cuộc ngươi là ai? Tiên hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn vốn tưởng rằng mình đã nắm được hết thảy, vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không ai có thể biết được, hắn vốn vô cùng tự tin, hết thảy mọi thứ đều diễn ra đúng như hắn đã tính toán, ngoài việc Đạo Nhất và Vũ Phong xuất hiện một cách nhanh chóng, khiến cho kế hoạch của tiên hoàng có một chút ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ những việc còn lại đều vẫn như thường. Nhưng ngay khi hắn sắp sửa thành công, ở thời điểm mấu chốt chuẩn bị hấp thụ sức mạnh của cái đầu tiên tổ, khiến cho thân thể của mình đạt được tu vi truyền thừa của tiên tổ, trở thành tiên tổ đời thứ hai, hắn đột nhiên phát hiện ra hết thảy đều không như suy tính của hắn. Tất cả những việc mà hắn làm không ngờ đều nằm trong tính toán của người khác. Ta là quốc sư, Hải Tử Thiên Tôn thần sắc có chút phức tạp nhẹ giọng nói. Ký ức của nàng vừa thức tỉnh, vẫn còn đang vướng vào ký ức của mẫu thân, còn có truyền thừa của các đời quốc sư. Tộc ta đã chết hết, trên đại lục Tiên Cương, ngoài ta ra, còn một tộc nhân cuối cùng. Tử Hải than nhẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể nào có chuyện này. Nếu ngươi là quốc sư, sao có thể ra khỏi tổ thành? Cửu đế, ngươi nói cho ta xem. Tiên hoàng hít sâu, hắn thân là đại thiên tôn lúc này đã gần như phát điên, nhưng cố gắng tự khiến cho mình tỉnh táo lại. Kế hoạch này là do thiên tài của tộc ta năm đó nghĩ ra, hắn vì chuyện này mà không ngại làm ra vẻ bất hòa, liên tục tìm kiếm phương pháp, cuối cùng có thể rời khỏi nơi này thành công, sáng tạo ra đại hồn môn. Mặc dù hắn đã chết, nhưng đã hoàn thành được kế hoạch này, đem nó truyền thừa lại, còn tìm ra được một người mấu chốt trong kế hoạch này. Người này chính là Vương Lâm, một tu sĩ tới từ động phủ giới, cũng chỉ có thân thể của hắn mới có thể cho tộc nhân ta đoạt xá, khiến cho kế hoạch này trở nên hoàn mỹ. Còn về việc tại sao ta có thể rời khỏi tổ thành sao, đó là bởi vì linh hồn của ta thuộc về Điệu Vong tộc, nhưng thân thể ta lại thuộc về Tiên Cương đại lục. Hải Tử nhẹ giọng nói, tiên hoàng, nó là con gái của ta. Cửu đế trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói, sở dĩ ta có thể sống đến giờ, có được thọ nguyên vô tận năm đó, còn có thể trở thành đại thiên tôn, hết thảy đó là nhờ có sự trợ giúp của Điệu Vong tộc. Kế hoạch này Điệu Vong tộc đã chuẩn bị rất lâu, cho đến khi Vương Lâm xuất hiện trên đại lục Tiên Cương mới bắt đầu thực hiện. Cửu đế thần sắc bình tĩnh nhìn tiên hoàng đang trầm mặc kia. Vương Lâm ở bên trong cái đầu của tiên tổ cũng nghe thấy được toàn bộ. Trong khi mọi người đang dồn toàn bộ sự chú ý vào lời nói Hải Từ Thiên Tôn cùng Cửu đế, linh hồn hắn từ bên trong Thiên Nghịch Châu lan ra, nắm giữ lại thân thể của chính mình, thì ra đây mới là chân tướng. Hai mắt hắn chợt lóe lên tinh quang, kế hoạch này là do thiên tài của Điệu Vong tộc nghĩ ra đời đời kế tục. Năm đó hắn từng giúp ta trở thành đại thiên tôn, coi đây là điều kiện để ta trợ giúp cho hắn. Khi tiên hoàng đời trước qua đời, ngươi tiếp nhận vị trí tiên hoàng, quốc sư đời trước đã tìm tới ta, dựa theo kế hoạch của tổ tiên, sau khi cùng ta kết nhân duyên liền sinh ra một đứa bé gái. Đứa bé này thân thể thuộc về đại lục Tiên Cương, nhưng linh hồn nó lại là của Điệu Vong tộc. Vốn dưới phong ấn giam cầm của tiên tổ không thể có khả năng xuất hiện biến cố như vậy, sức mạnh của phong ấn kia rất lớn. Nhưng tiên tổ chết đã nhiều năm, sức mạnh phong ấn cũng có sự suy yếu. Hơn nữa trong kế hoạch của thiên tài Điệu Vong tộc năm đó muốn hoàn thành thì toàn bộ tộc nhân cần phải hy sinh dâng lên linh hồn, sau khi dung hợp sẽ đối kháng với sức mạnh phong ấn kia. Từ cổ chí kim, tộc nhân của Điệu Vong tộc ngày càng ít, cũng vì nguyên nhân này mà cho đến đời này chỉ còn lại hai người. Vô số ngàn năm nay, tất cả tộc nhân Điệu Vong tộc chết đi đều lấy phương pháp đặc biệt hóa thành một tầng bảo vệ, tồn tại bên trong linh hồn của Hải Tử. Sở dĩ nó có thể ra ngoài tổ thành mà không chết có liên quan tới thân thể nó, và cũng có liên quan tới sự bảo vệ của những linh hồn tộc nhân Điệu Vong tộc đã chết. Cả Điệu Vong tộc đã tốn thời gian vô số năm mới tới một ngày có thể hoàn thành điều này ở trên người của Hải Tử, cũng chỉ có một mình nó mới có thể làm được điều này. Cửu đế bình tĩnh nói, hắn nhìn tiên hoàng, đem chân tướng chậm rãi nói ra, bởi vì nó là con gái của ngươi nên ngươi không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ cho nó, thậm chí có thể trở thành thánh công của Điệu Vong tộc, có được hương hỏa mà chỉ có tiên tổ năm đó mới có được. Điệu Vong tộc vì giải khai phong ấn mà đã trả một cái giá lớn như vậy. Điệu Vong tộc ngoại trừ Hải Tử ra, còn một tộc nhân cuối cùng, chính là quốc sư vừa mới chết. Trên thực tế, ngươi vốn có thể không giải khai phong ấn giam cầm Điệu Vong tộc, nhưng tổ tiên của Điệu Vong tộc đã tính ra liên đạo chân ngươi có khát vọng với truyền thừa của tiên tổ,
dưới sự bức bách của bốn đại thiên tôn chúng ta, ngươi sẽ không lựa chọn bỏ qua, mà phải lựa chọn giải khai. Mấu chốt của kế hoạch này chính là sức mạnh giam cầm Điệu Vong tộc ở trong đầu của tiên tổ, cho nên phải có một người có đủ điều kiện để đoạt xá, sau đó bị hút vào trong đầu của tiên tổ. Vì thế, Vương Lâm cực kỳ quan trọng. Tiên Hoàng trầm mặc trong chốc lát, đau khổ nhìn Cửu Đế cùng với hài tử thiên tôn ở phía sau, chậm rãi mở miệng, nói như vậy, nếu ta kiên trì không giải khai phong ấn kia, mà để cho đầu của tiên tổ lại chìm vào trong cấm cung, bỏ qua cơ hội được truyền thừa tu vi của tiên tổ, thì kế hoạch của các ngươi chẳng phải sẽ uổng phí sao? Sẽ không như vậy, người nói không phải là Cửu Đế, mà hải tử. Hải tử lúc này hoàn toàn khác trước, trên người nàng tràn ngập một loại khí tức thần bí, thần sắc bình tĩnh nhìn tiên hoàng. Nếu ngươi thật sự bỏ qua cơ hội kế thừa tu vi của tiên tổ này, như vậy lực lượng bí mật Điệu Vong tộc ta đời đời chuẩn bị sẽ được phát động trên toàn bộ 72 châu của tiên tộc. Tất cả những linh miếu sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Tất cả những linh miếu kia đều đã chuẩn bị để đánh thức linh hồn đang bị phong ấn trong các châu, lấy sự thức tỉnh của chúng để khiến cho sức mạnh trấn áp của cái đầu tiên tổ ở nơi này chấn động. Tới lúc đó chỉ có tiên tổ mới có thể trấn áp. Nếu ngươi không kế thừa thì tiên tộc sẽ đại loạn. Một khi ngươi kế thừa nhất định phải gỡ bỏ phong ấn giam cầm tộc ta. Hải tử nhẹ giọng nói, như vậy thì lục ma hạt miếu kia cũng giống như vậy sao? Đồng tử trong hai mắt tiên hoàng co rút lại, hải tử gật đầu, đạo nhất, vũ phong, hai người chẳng lẽ đã biết hết rồi sao? Ánh mắt tiên hoàng quét qua người của đạo nhất và vũ phong, Cửu Đế đại thiên tôn tìm tới bọn ta, không giấu giếm một chút nào, nói cho chúng ta biết kế hoạch của Điệu Vong tộc, nhưng những chuyện có liên quan tới Vương Lâm thì Cửu Đế lại không nói gì, bổn tôn hôm nay cũng mới biết Vương Lâm này chính là nhân vật mấu chốt của kế hoạch. Đạo nhất nhíu mày, chậm rãi nói. Vũ Phong trầm mặc trong chốc lát, rồi gật đầu. Tiên Hoàng nghe nói vậy lập tức nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn lại cực kỳ đau khổ. Ánh mắt đảo qua nhìn về phía Song Tử Đại Thiên Tôn. Ngươi, Song Tử, ngươi cũng biết kế hoạch này sao? Bản thể của Song Tử Đại Thiên Tôn hình thành sau khi hai tiểu cô nương dung hợp với nhau, thần sắc bình tĩnh, dường như đối với chuyện này cũng không hứng thú. Nàng liếc mắt nhìn Tiên Hoàng một cái. Bổn tôn không biết, cũng không muốn biết. Bổn tôn tới đây chỉ để mang Vương Lâm đi. Ngươi cũng được, Cửu Đế cũng được. Bất luận là ai hôm nay nếu ngăn cản sẽ đều là kẻ địch của bổn tôn. Vương Lâm, Vương Lâm, lúc trước khi quốc sư đoạt xá thành công, đã nói rõ hắn đã chết. Nói vậy thì tất cả những chuyện của hắn ở trong động phủ dưới các người thủy chung vẫn đều chú ý sao? Tổ tiên của Điệu Vong tộc chỉ tính ra trong một khoảng thời gian mơ hồ sẽ có một người từ trong động phủ dưới xuất hiện, nhưng không tính ra người này rốt cuộc là ở trong động phủ dưới nào, càng không thể tìm kiếm chuẩn xác, chỉ có thể chờ đợi. Cửu Đế lắc đầu. Vị tiền bối thiên tài của Điệu Vong tộc kia đã sáng lập ra đại hồn môn, hắn cũng tính ra Vương Lâm sẽ xuất hiện ở Thiên Ngưu Châu, cho nên mới lập bước đầu tiên trong kế hoạch này là tiếp xúc với Vương Lâm. Tiên Hoàng vốn là hạng người tâm trí cực cao, một lời đã nói ra điểm mấu chốt, nhưng không biết lão tổ của đại hồn môn này có thể tính ra sau khi Vương Lâm bị các ngươi lợi dụng như vậy sẽ chết ở trong cấm cung, trở thành cái giá phải trả để Điệu Vong tộc các ngươi giải khai phong ấn hay không. Cửu Đế, ngươi lợi dụng Vương Lâm, còn lợi dụng hắn đưa Song Tử Đại Thiên Tôn tới. Nếu không với sức của ba người các ngươi vừa rồi cũng không thể ép ta bắt buộc phải kế thừa sức mạnh của tiên tổ. Ngươi còn lợi dụng Minh Đạo Tôn, lợi dụng Liên Đạo Phi, còn lợi dụng cả ta, lợi dụng cả 72 linh hồn của tiên tộc. Ta không tin kế hoạch của ngươi chỉ vì Điệu Vong tộc, cho dù nó có là con gái của ngươi. Tiên Hoàng ngẩng đầu thanh âm ầm ầm như lôi đình. Còn có hai người các ngươi, Đạo Nhất, Vũ Phong, với sức mạnh của hai người các ngươi mà có thể bị Cửu Đế làm cho động tâm, nhất định là đã hứa cho các ngươi một món lợi rất lớn, đó mới là toàn bộ âm mưu. Các ngươi sở dĩ nói cho ta biết hết thảy chân tướng hiển nhiên là để làm cho ta thấy rõ tình thế, nhất định tiếp theo các ngươi còn có chuyện cần phải có sự phối hợp của ta. Duy chỉ có Song Tử ngươi cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn bị Cửu Đế và Điệu Vong tộc lợi dụng. Tiên Hoàng đã tới nước này mà vẫn dùng lời nói để gây ly gián, tranh thủ sự trợ giúp của Song Tử. Song Tử trầm mặc, hết thảy mọi chuyện sau khi nàng dung hợp thân thể sao có thể không nhìn ra. Tiên Hoàng, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi sử dụng huyết mạch lực chém vỡ đầu tiên tổ thì ngươi vẫn là Tiên Hoàng như trước, vẫn là Đại Thiên Tôn như trước. Nếu ngươi không muốn, thì đừng trách sau khi ta giết chết ngươi, sẽ rút hết toàn bộ huyết mạch lực của ngươi, cũng có thể hoàn thành việc này. Cửu Đế bình tĩnh nói, không có một chút sát khí nào, nhưng lời nói của hắn lại cực kỳ lạnh lùng. Song Tử, hai con mắt của Tiên Tổ vốn là một thể, cho nên nếu như ngươi lấy được, luyện thành pháp bảo dung nhập vào trong cơ thể, có thể giúp cho ngươi chống đỡ được những việc ngoài ý muốn khi chuyển thế, thậm chí tu vi cũng có thể tăng thêm một chút. Còn có thể cho phép ngươi tùy ý tách ra hợp lại, không giống như bây giờ, phải tiêu hao một lượng lực nhất định mới có thể duy trì trạng thái sau khi dung hợp. Vũ Phong, hai tay của tiên tổ, lão phu có thể khẳng định khả năng thính đạo, nghe được quỹ tích vận chuyển của phép tắc tiên cương. Như lời lão phu hứa, hai tay này sẽ để cho ngươi, lấy vật này dung nhập vào đạo của ngươi, có thể cảm thụ được đỉnh của đạo. Đạo nhất, đầu của tiên tổ sinh ra thì trong hư vô, vô số năm qua đã được ngưng tụ tinh túy sức mạnh của hắn.
như lão phu đã hứa vật này cho ngươi, ngươi có thể dựa vào nó khiến cho hình thần quy nhất. Thứ mà lão phu muốn chính là não của tiên tổ, vật này đối với ta rất hữu dụng. Còn về tu vi của tiên tộc kia chúng ta sẽ chia đều. Hai mắt cửu đế lấp lánh, nhìn về phía tiên hoàng kia, thì ra ngươi cũng biết chớ thuật của tiên tổ trước khi chết. Thần sắc tiên hoàng âm trầm, việc này lão phu đã tìm kiếm manh mối nhiều năm, rốt cuộc cách đây không lâu đã tìm được một thứ, xác định truyền thuyết từ lâu đời này là thật. Nếu tiên tổ chết thì thân thể của hắn sẽ bị nguyền rủa, tất cả những người muốn hủy diệt thân thể hắn đều sẽ phải chết, trừ phi hậu nhân của hắn dùng huyết mạch lực để thí tổ, chịu đựng sức mạnh của chớ thuật kia, khiến cho huyết mạch bị cắt đứt, từ nay về sau không còn người truyền thừa huyết mạch của tiên tổ nữa, thì có thể phá giải. Tiên hoàng, tới nước này rồi, ngươi không còn lựa chọn nào khác, nếu ngươi chịu đựng sức mạnh của chớ thuật kia, ngươi sẽ không chết. Tuy danh hiệu chí tôn này tới đời ngươi sẽ chấm dứt, nhưng tiên tổ đã chết nhiều năm rồi, sư uy của hắn bao trùm tiên tộc, hôm nay cũng nên thay đổi. Hơn nữa nếu ngươi không làm như vậy, thì lúc này chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Nếu không phải lo sau khi ngươi chết, cục diện với cổ tộc sẽ thay đổi, thì lão phu sẽ không phải trả một cái giá lớn như vậy để thương lượng với ngươi. Phải lựa chọn như thế nào là do ngươi quyết định. Cửu đế nhìn tiên hoàng, thanh âm lạnh như băng. Tiên hoàng trầm mặc, trên mặt đất, bên trong mắt phải của cái đầu tiên tổ đã ảm đạm, hai mắt Vương Lâm lóe lên, thu khí tức toàn thân lại. Hết thảy những chuyện ở bên ngoài hắn đã nghe thấy toàn bộ. Đối với rất nhiều chuyển biến xuất hiện trong hoàng cung lần này, mặc dù Vương Lâm cũng đoán được một phần, nhưng cũng không đoán được toàn bộ. Thanh ngư chân nhân của đại hồn môn năm đó đã từng nói, sau 300 năm ta phải quay về đại hồn môn đi tới tầng tháp cao nhất, vị lão tổ sáng lập ra đại hồn môn đã để lại cho ta một thứ ở nơi đó. Lão tổ đại hồn môn này, thiên tài của Điệu Vong tộc này, sau khi lợi dụng ta để giải khai phong ấn cho Điệu Vong tộc sẽ để lại cho ta cái gì? Thần sắc Vương Lâm phức tạp, hắn xuất hiện ở Thiên Ngư Châu sáng lập ra đại hồn môn chính là để chờ ta. Có lẽ trong kế hoạch của hắn, ta hẳn là đã chết, nhưng nếu thật sự hắn tính ra ta phải chết ở hoàng cung, sao lại còn lưu lại một vật trên tầng tháp cao nhất? Còn có lời nói 300 năm kia, ngươi lợi dụng ta, còn từng bước tính kế với ta, ngươi lại có thể tính ra ta sẽ đến nói như vậy, cũng có thể tính ra tính cách của ta. Chuyện này sao ta có thể bỏ qua? Vương Lâm trầm mặc, trong lòng thầm than, đột nhiên cảm nhận được thế giới bên ngoài chấn động, chỉ thấy cái đầu của tiên tổ bị người ta cách không nâng lên, từ trên mặt đất bay thẳng lên trời. Tiên hoàng kia sau một lúc trầm mặc giống như đã có lựa chọn, hắn giơ tay phải lên hướng xuống mặt đất tung một chảo vào hư không, khiến cho cái đầu tiên tổ bay lên. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, hắn ẩn thân trong đầu lâu của tiên tổ, lúc này được đầu lâu bao phủ nên người ngoài không thể biết được chuyện bên trong. Chỉ khi nào đầu lâu bị tiên hoàng chém ra thì đến lúc đó sự tồn tại của hắn nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm ngưng thần tĩnh khí quan sát, chỉ thấy tay phải tiên hoàng chụp vào đầu lâu tiên tổ to tới hơn 10 trượng trong hư không. Trong nháy mắt khi đầu lâu này trôi tới trước người hắn, hai mắt hắn liền lộ ra vẻ quyết đoán. Tay trái tiên hoàng giơ lên, bàn tay chém xuống như đao, toàn thân tràn ngập kim quang, mặt nổi đầy gân xanh. Huyết mạch trong cơ thể hắn giống như đang sôi trào, chuyển động trong cơ thể, dung nhập vào bên trong cánh tay trái, hướng về phía đầu lâu của tiên tổ bỗng nhiên chém xuống. Chỉ nghe ầm một cái, trên đầu lâu của tiên tổ xuất hiện một khe nứt, kim quang vô tận từ bên trong cái khe lan ra. Thần sắc tiên hoàng cũng đột nhiên tràn ngập thống khổ, thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà già đi. Giờ phút này đạo nhất, võ phong, cả cửu đế đều ngưng thần nhìn lại. Chỉ có thần sắc song tử đại thiên tôn ở phía xa xa là phức tạp, nhìn đầu lâu nọ, không biết đang suy nghĩ không. Nhưng ngay trong tích tắc khi thần sắc tiên hoàng lộ vẻ thống khổ, đột nhiên cửu đế gầm lên giận dữ, lập tức thân thể dùng tốc độ cực nhanh thoáng một cái vọt tới. Ngay sau đó thần sắc đạo nhất và võ phong biến đổi, đồng loạt lao theo. Chỉ thấy trong nháy mắt khi tay phải tiên hoàng rơi vào đầu lâu của tiên tổ, lấy lực lượng huyết mạch khiến cho đầu lâu này xuất hiện khe nứt, bàn tay không chém tới nữa mà chuyển hướng thành vỗ mạnh. Hắn căn bản là không lựa chọn thỏa hiệp, không muốn hoàn toàn chém vỡ đầu lâu tiên tổ mà chụp lên đó. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn ầm ầm tràn ra, truyền vào trong huyết mạch của tiên tổ. Các ngươi xem thường lá gan của ta rồi, chết có gì đáng sợ chứ, sống tiếp đâu có còn là đại thiên tôn, chẳng bằng liều một phen. Tiên hoàng thét dài, trong nháy mắt khi ba người cửu đế lao tới, đầu lâu của tiên tổ đã hấp thu lực lượng huyết mạch, bỗng nhiên lại mở hai mắt một lần nữa. Từ trong thất khiếu của đầu lâu này có một luồng xương khói màu vàng kim nồng đậm tới cực điểm hừng hực tràn ra. Trong nháy mắt khi đám xương khói này lan tỏa ra, tiên hoàng đặt hai tay lên đầu lâu, mở to miệng điên cuồng hấp thu xương khói màu vàng nọ. Xương khói này nếu để tiên hoàng hấp thu toàn bộ thì hắn có thể kế thừa tu vi của tiên tổ, thậm chí có thể nhờ đó mà mở ra một khe hở trong chớ thuật do lực lượng huyết mạch phản phệ của tiên tổ trước khi chết. Một nhát chém vừa rồi của hắn ngoài việc khiến cho đầu lâu của tiên tổ xuất hiện một cái khe thì cũng đánh rách pháp thuật của Hải Tử Quốc Sư, khiến cho đầu lâu này dù có một cái khe nhưng vẫn có thể để tiên hoàng mạnh mẽ hấp thu như trước. Sắc mặt Hải Tử Quốc Sư ở phía xa xa lập tức tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi, ánh mắt đạo nhất lộ ra vẻ âm độc.
Trong chớp mắt khi tới gần liền giơ tay phải lên hóa thành một trường ấn đánh thẳng lên thân thể Tiên Hoàng. Cùng lúc đó Võ Phong cũng đồng thời ra tay, đánh tới một quyền. Còn cả Cửu Đế khi tới gần, bên ngoài thân thể cũng huyễn hóa ra một con bạch lang, cầm thét há miệng lao về phía Tiên Hoàng. Ngay trong nháy mắt khi thần thông của ba người tới gần, Tiên Hoàng ngẩng phát đầu hai mắt chảy máu màu vàng kim, thậm chí từ thất khiếu cũng có máu vàng kim chảy ra. Dòng máu đó vừa chảy xuống vừa nhanh chóng thay đổi màu sắc, trở thành màu đỏ tươi. Đó là biểu hiện của việc huyết mạch trong cơ thể hắn đang tản đi. Trong hai mắt tràn ngập máu tươi của hắn cũng lộ vẻ điên cuồng. Không tốt, Cửu Đế biến sắc, đang muốn thu tay nhưng đã chậm rồi. Chỉ thấy Tiên Hoàng hóa ra căn bản không hấp thu xương khói màu vàng từ đầu lâu tiên tổ. Tất cả mọi chuyện vừa rồi nhìn như chân thật nhưng hóa ra đều là giả dối. Xương khói mà hắn vừa hút vào giờ phút này hoàn toàn bị cuốn đi, khuếch tán ra từ trong thất khiếu. Cất tiếng cười điên cuồng, thân thể Tiên Hoàng nhanh chóng bành trướng ra với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy, trong phút chốc ầm ầm nổ tung. Hắn lựa chọn tự bạo rồi, chuyện tự bạo này nằm ngoài dự đoán của mọi người, dù là Cửu Đế cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Tiên Hoàng vốn không bị buộc vào tuyệt cảnh sinh tử nhưng lại tự bạo. Đại Thiên Tôn tự bạo, dù chỉ là thân thể nổ tung thì lực lượng ẩn chứa trong đó cũng kinh thiên động địa, mà sau khi tự bạo, dù đoạt xá thì cũng không còn là Đại Thiên Tôn nữa. Lực lượng tự bạo ầm lan tỏa ra khắp cấm cung, trong nháy mắt khiến mặt đất cấm cung nát bấy, bầu trời sụp đổ. Luồng lực lượng này lan tràn ra cũng tràn vào địa cung phía trên, khiến toàn bộ tế đàn và những cây cột trong địa cung tan rã. Địa cung tiêu tán, nơi này là không gian bất đồng với hoàng cung nữa, xếp chồng lên nhau, nhưng bởi luồng lực lượng này rất cường đại nên trong lúc sụp đổ liền tạo thành đường nối thông suốt với hoàng cung trong tổ thành. Do vậy luồng lực lượng này ầm ầm khuếch tán ra, trực tiếp làm sân rộng trước đại điện của hoàng cung nổ tung. Trên mặt đất của hoàng cung, đá tảng tan vỡ thành từng mảnh, giống như sóng biển bị cuốn về bốn phương tám hướng. Tiếng ầm vang không ngừng lan ra, hầu như chỉ trong nháy mắt, luồng lực lượng này biến thành lực lượng trùng kích, quét ngang cả hoàng cung, khiến cho hoàng cung tuyệt đối bất diệt trong tổ thành qua vạn vạn năm như bị một bàn tay khổng lồ quét ngang qua. Vô số cung điện tinh xảo bị hủy diệt, cả những tu sĩ tồn tại trong hoàng cung trong nháy mắt này cũng tan thành mây khói. Luồng lực trùng kích này hình thành tiếng động kinh thiên động địa, chấn động cả tổ thành, khiến cho tu sĩ bên trong tổ thành hoảng sợ kinh hãi. Ngay trong nháy mắt khi luồng lực lượng này hủy diệt hoàng cung, tiến gần tới pho tượng tiên tổ vẫn đứng sừng sững sâu trong hoàng cung, pho tượng này bỗng nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này đối kháng với lực lượng này, hình thành tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt. Tiếng động này càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng trở thành tiếng gầm giống ngập trời, vang vọng khắp Trung Châu. Mà trong cấm cung bị hủy diệt, nguồn gốc gây nên tai họa này, Tiên Hoàng vào lúc này thân thể cùng với luồng lực lượng thân thể Đại Thiên Tôn nổ tung, mang theo rất nhiều thịt nát đang đánh thẳng tới Đạo Nhất, Võ Phong và Cửu Đế. Tiên Hoàng tự bạo có thể khiến hoàng cung sụp đổ, cũng có thể gây thương tổn cho ba Đại Thiên Tôn, nhưng không thể hủy diệt bọn họ. Nhất là lúc này ba người đồng loạt ra tay, uy lực càng tăng vọt lên mấy lần. Nhưng cũng tại bọn họ ra tay nên lúc này ba người không ai hẹn ai, sắc mặt tái nhợt, đều lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì thần thông lực do bọn họ ra tay trong lúc thân thể Tiên Hoàng nổ tung liền dung hợp với huyết nhục, khiến cho trong huyết nhục nổ tung của Tiên Hoàng có khí tức của bọn họ dung hợp với nhau, chẳng khác nào bốn người cùng ra tay triển khai thần thông mạnh nhất. Mà kẻ đầu tiên bị lan đến ngược lại lại không phải là ba người bọn họ, mà là đầu lâu của tiên tổ. Đầu lâu của tiên tổ vốn không yếu ớt như vậy, nhưng phải biết rằng Tiên Hoàng vừa rồi đánh xuống khiến thất khiếu của đầu lâu của tiên tổ lan ra xương khói màu vàng kim kia, cũng khiến cho nó xuất hiện khe nứt. Do đó khi Tiên Hoàng tự bạo, trong nháy mắt khi ba người Cửu Đế ra tay, lực lượng hủy diệt bộc phát ra cuốn tới đầu lâu của tiên tổ này, khiến cho cái khe trên thiên linh của nó cuối cùng ầm một tiếng khuếch tán ra trong phạm vi lớn. Cái khe này khuếch tán ra chẳng khác nào bốn người đồng thời động tới chớ thuật của tiên tổ đặt ra trước khi chết. Tu vi Đạo Nhất yếu nhất giờ phút này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn lập tức tỏa ra rất nhiều hắc khí, khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng thối rữa với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Võ Phong cũng kêu thảm một tiếng, thân thể bị hắc khí bao quanh bắt đầu thối rữa ra. Tu vi Cửu Đế cao nhất, hơn nữa lực lượng của chớ thuật bị bốn người chia sẻ, do đó hắn dựa vào tu vi mạnh mẽ đối kháng với thuật này, da thịt xuất hiện những ký hiệu quỷ dị vô cùng bắt mắt. Còn cả Tiên Hoàng, hắn chỉ tự bạo thân thể nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại, hơn thế nữa trong khoảnh khắc thân thể nổ tung, sau khi cái khe trên đầu lâu của tiên tổ mở rộng ra, linh hồn hắn trong khi đang nhanh chóng tiêu tán liền lao thẳng về cái khe nọ. Hắn muốn tới chính là chỗ của Liên Đạo Phi ở mắt trái của cái đầu lâu này. Ta là Tiên Hoàng, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, đại sự lần này há lại không có chuẩn bị. Đạo Phi chính là sự chuẩn bị của ta. Đoạt xá thân thể hắn xong, lấy thân thể này chia sẻ lực của chớ thuật, hơn nữa lúc này hắn đã kế thừa một chút tu vi của tiên tổ, ta có thể chuyển bại thành thắng như trước. Linh hồn của Tiên Hoàng giống như đang thiêu đốt, phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. Trong lúc ba người Cửu Đế đang đối kháng với lực lượng của chớ thuật, trong nháy mắt đã vọt vào cái khe trên đầu lâu, lao nhanh tới mắt trái. Có thể thấy linh hồn hắn đã tới gần mắt trái,
đang chuẩn bị nhảy vào cơ thể Thể Liên Đạo Phi nhắm mắt hôn mê trong đó thì trong nháy mắt, đột nhiên kinh thiên liền xảy ra, trong mắt trái của tiên tổ, ô quang bỗng lóe lên, thân ảnh Vương Lâm bước từng bước đi ra, hắn đợi thật lâu, tới thời khắc mấu chốt mới xuất hiện, hắn giống như một thợ săn chọn đúng thời điểm để đi săn. Lực lượng của chớ thuật của tiên tổ Vương Lâm không hề dính phải chút nào, giờ phút này sau khi xuất hiện, trong tiếng kêu thảm thiết của đạo nhất, khi Võ Phong đang lùi lại phía sau, cửu đế đang đối kháng với chớ thuật không thể phân thần, trực tiếp vọt vào mắt trái của đầu lâu của tiên tổ. Song tử ở phía xa xa lúc nhìn thấy thân ảnh Vương Lâm lập tức lộ vẻ kinh hỉ, còn cả hài tử thiên tôn, trong lúc sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ kích động, Vương Lâm xuất hiện cực nhanh, nhoáng một cái liền tiến tới trước tiên hoàng đang dính chớ thuật, linh hồn như đang thiêu đốt, muốn lao vào trong thân thể Liên Đạo Phi kia. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không chút do dự tay phải giơ lên hướng về phía linh hồn của tiên hoàng vung tay áo một cái. Tiên hoàng dù là đại thiên tôn nhưng thân thể tự bạo, linh hồn bị hao tổn, lại bị chớ thuật bao quanh, giờ phút này cực kỳ suy yếu. Sau khi thấy Vương Lâm, lập tức hắn cất một tiếng thét truyền tới tận tâm thần. Ngươi, ngươi! Tiên hoàng thét lên chói tai, lộ vẻ sợ hãi vô tận. Hắn tính tới tất cả mọi chuyện, cho dù cuối cùng giống như một kẻ kiêu hùng liều chết nhưng lại không thể tính tới một chuyện, đó là Vương Lâm còn sống. Đâu chỉ có hắn không tính tới, ba người cửu đế, đạo nhất, Võ Phong cũng không thể ngờ nổi là Vương Lâm không chết. Vung tay áo lên, linh hồn tiên hoàng thét chói lên tai thê lương nhưng không lui lại mà điên cuồng muốn nhảy vào trong thân thể Liên Đạo Phi. Nhưng hắn không còn cơ hội nữa rồi, linh hồn hắn trong cái phất tay của Vương Lâm lập tức bị hút tới, cuối cùng bị Vương Lâm túm lấy, thu vào trong không gian trữ vật. Tiên hoàng suy yếu tới mức này, lại bởi chớ thuật của tiên tổ nên theo Vương Lâm thấy đã chẳng còn có thể gây nên chuyện gì. Ngay trong tích tắc khi Vương Lâm thu lấy linh hồn của tiên hoàng, đầu lâu của tiên tổ bởi cái khe vừa rồi quá lớn giờ phút này bị chấn động liền nứt ra một chút nữa. Vương Lâm dìu Liên Đạo Phi đang hôn mê, bước từng bước ra khỏi mắt trái của đầu lâu, đứng trong thiên địa đang sụp đổ này, đạp bước lên trên đầu lâu của tiên tổ. Mái tóc bạc của hắn lúc này lại một lần nữa dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà biến thành màu đen. Tóc đen, áo đen, mắt đen, vật này, người này, Vương Mỗ đều muốn. Vương Lâm xuất hiện, hành động lưu loát dứt khoát, lời nói vừa truyền ra, lập tức liền khiến bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh. Thần sắc cửu đế đại thiên tôn âm trầm, trong thân thể xuất hiện những cơn đau đớn như bị xé rách, nhưng bị hắn dùng tu vi mạnh mẽ áp chế xuống, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hai mắt lộ ra sát khí. Hắn tính toán tất cả mọi việc nhưng lại không thể ngờ nổi trong thời điểm mấu chốt này, tiên hoàng lại bỏ qua thân thể đại thiên tôn lựa chọn tự bạo. Chuyện này không phù hợp với hiểu biết của hắn về tiên hoàng, nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi. Tiên hoàng tuy tự bạo nhưng đầu lâu này cũng đã bị mở ra, bọn họ mặc dù chúng chớ thuật nhưng bởi nó bị phân tán ra nên cũng không phải là chí mạng, mà bọn họ cũng không có lý do chém giết lẫn nhau, sẽ không dẫn động chớ thuật này trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi phân chia vật mình cần xong liền rời khỏi nơi này, trở về động phủ bế quan một thời gian là chậm rãi có thể khu trừ. Nhưng cửu đế lại một lần nữa tính sai, Vương Lâm lại không chết, chẳng những không chết mà nhìn bề ngoài thì tu vi hắn còn tăng tiến, vừa hành động liền chiếm thế chủ động rồi. Do vậy khiến tất cả bọn họ sau khi bị chúng chớ thuật liền trở nên cực kỳ bị động. Võ Phong đại thiên tôn cách đó không xa vẻ mặt nhanh chóng già yếu đi, hai mắt ảm đạm, thân thể run rẩy, nhìn Vương Lâm đầy phức tạp, còn đạo nhất đại thiên tôn thì toàn thân tràn ngập hắc khí, thần sắc cực kỳ thống khổ. Lực lượng chớ thuật giống như sắp hòa tan thân thể và linh hồn hắn trong đau đớn, nhất là lúc này Vương Lâm xuất hiện càng khiến trong sự đau đớn của hắn có sự tức giận. Sự tức giận này giống như khi một con kiến hôi lại dám dương nanh múa vuốt với hùng sư, làm càn muốn chết. Đạo nhất gầm lên, hắn là đại thiên tôn có tu vi yếu nhất, lúc này bị chớ thuật bao quanh, căn bản không còn có thể tự hỏi nhiều. Trong ấn tượng của hắn, Vương Lâm dù là đệ nhất nhân trong dược thiên tôn thì cũng chỉ là một con kiến hôi. Lời nói vừa phát ra, đạo nhất lập tức biến đau đớn trên thân thể thành sát khí bước thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm, giơ tay phải lên, trên cánh tay có hắc khí bao phủ thoạt nhìn mà giật mình. Một trường hạ xuống, thiên địa giống như đứng yên, vạn vật quy nhất, nhưng tụ làm một, hướng về phía Vương Lâm trong không trung đánh tới. Vương Lâm tóc đen ngẩng phát đầu, hai mắt lộ vẻ vô tình. Trong nháy mắt khi trường của đạo nhất đánh tới, hắn buông người điên đang hôn mê ra, tay phải vung lên trước người, lập tức tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy một vùng sắt lục lôi đình màu đen bất ngờ biến ảo ra, hợp thành một tấm lưới lôi đình lớn trước người Vương Lâm. Đồng thời khi tấm lưới này xuất hiện, mái tóc đen của Vương Lâm không gió mà tung bay, khí tức sắt lục và mặc diệt từ trong thân thể hắn ầm ầm bộc phát ra, khiến cho Vương Lâm giờ phút này chính là đại biểu cho sắt lục sinh linh. Sắt lục xuất hiện, bắt đầu diệt thế, tấm lưới này tỏa ra những tia chớp màu đen lập lòe, ẩn chứa sắt lục và hủy diệt, lập tức va chạm với một trường của đạo nhất, tiếng ầm vang truyền ra đinh tai nhức óc, tấm lưới lôi đình sụp đổ, thân thể Vương Lâm chấn động, lập tức hóa thành vô số hắc khí tản ra, nhưng trong nháy mắt lại ngưng tụ một lần nữa, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô tình như trước. Sát lục không thể bị hủy diệt,
Nhưng đạo nhất này tuy nói là Đại Thiên Tôn, lúc này lại chịu lực lượng của chớ thuật của tiên tổ quấn quanh, tu vi 10 thành không phát huy được nửa thành, vừa đối mặt với sát lục lôi đình của Vương Lâm, trong tiếng ầm vang, thân thể lập tức bị cuốn lui lại mấy bước, hai mắt hắn lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn lập tức cảm nhận được trong thân thể mình có một luồng khí tức kỳ dị truyền ra từ tấm lưới lôi đình của đối phương. Luồng khí tức này tàn phá cơ thể hắn từ bên trong nhưng lại không thể bị khu trừ. Đây là lần đầu tiên sau khi đạo nhất trở thành Đại Thiên Tôn không phải ở trước mặt Đại Thiên Tôn mà bị đẩy lui. Loại cảm giác này hắn hầu như đã quên, giờ phút này giáng xuống khiến hắn không thể tin nổi. Luồng khí tức sát lục này ở trong cơ thể hắn càng khiến cho chớ thuật mạnh lên, chỉ thấy từng khối thịt nát rơi xuống từ trên mặt hắn. Lực lượng của chớ thuật càng ngày càng bộc phát kịch liệt trên cơ thể hắn. Ngươi, ngươi, đạo nhất mở miệng nói nhưng lời nói liền biến thành tiếng hít hà đau đớn. Loại thống khổ này nếu đổi lại là Dược Thiên Tôn thì sớm đã bị hình thần câu diệt. Đạo nhất, ngươi nếu còn muốn ra tay thì trên người Vương Mỗ không có chớ thuật, cũng không ngại nhìn chớ thuật của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó có thể vì thế mà suy sụp hay không? Vương Lâm vung tay áo, thần sắc lạnh lùng chậm rãi nói. Thần sắc đạo nhất giữ tợn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nhưng không nói chuyện, trong nội tâm lần đầu xuất hiện sự kiêng kỵ khó có thể tin nổi đối với Vương Lâm. Những tảng thịt thối nát từ trên mặt hắn rơi xuống, khiến cả người hắn không còn có chút bóng dáng của vẻ tuấn mỹ năm xưa. Thần sắc Cửu Đế âm trầm, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm, chậm rãi nói. Vương Lâm, lão phu thừa nhận là lại một lần nữa xem thường ngươi, ngươi ẩn nhẫn cho tới lúc này, giờ mới hiện thân, chiếm thế chủ động, việc này dù là lão phu cũng phải bội phục ngươi, nhưng ngươi nếu muốn có thể nhờ vào việc ta trúng chớ thuật mà lấy đi đầu lâu của tiên tổ thì không có khả năng đâu. Vương Lâm, ngươi là người thông minh, lúc này lão phu đích xác không muốn ra tay khiến chớ thuật trở nặng, nhưng ngươi chớ nên bức ta, ngươi giao đầu lâu cho ta, lão phu có thể cho ngươi rời đi an toàn, mà chúng ta có thể phát lời thề ngày sau sẽ không thương tổn tới ngươi, cũng dùng toàn lực trợ giúp ngươi trở thành Đại Thiên Tôn. Nếu ngươi còn có lòng tham thì nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Cửu Đế nhìn Vương Lâm, bình tĩnh nói, dù là song tử thì lúc này cũng đã cực kỳ suy yếu, không phải là đối thủ của lão phu, huống hồ còn có Võ Phong và Đạo Nhất, hai người bọn họ dù lúc này khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, cũng phải cố kỵ chớ thuật nhưng hơi ngăn cản song tử một chút thì vẫn có thể làm được, huống hồ còn có Hải Tử Quốc Sư của Điệu Vong tộc. Vương Lâm, ngươi không nên tự tìm đường chết, thậm chí đám Đại Thiên Tôn chúng ta ở nơi này, dù là người nào nếu muốn thiêu đốt chút lực lượng của Đại Thiên Tôn cũng có thể đánh nát ngươi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt đảo qua người mọi người. Cùng lúc đó, thân thể song tử Đại Thiên Tôn ở phía xa xa liền nhoáng lên, sau khi tới bên cạnh Vương Lâm, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể tỏa ra từng luồng tử quang. Trong tử quang tràn ập, thân thể song tử Đại Thiên Tôn giống như bị hòa tan, lại một lần nữa trở thành hai cô bé gái. Sắc mặt hai cô bé này trắng bệch, mơ hồ lộ vẻ suy yếu, hiển nhiên khi dung hợp làm một khiến các nàng phải trả một giá đắt. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, trong nháy mắt khi hai cô bé này xuất hiện cạnh hắn, chân phải liền giơ lên hung hăng đạp một cái lên đầu lâu của tiên tổ, khiến cho đầu lâu này chấn động kịch liệt, hai mắt giống như nổ tung, bị Vương Lâm chấn xuất hai con người mang theo tàn huyết màu vàng kim. Trong đầu lâu của tiên tổ ẩn chứa chớ thuật, nhưng chớ thuật này giờ đây đã bị giải khai, bị bốn người Cửu Đế và Tiên Hoàng chia sẻ. Vương Lâm lúc trước khi thu lấy linh hồn của Tiên Hoàng đã có phát hiện, cho nên giờ phút này hắn không chút lo lắng rằng bản thân sẽ bị chớ thuật nào ảnh hưởng. Hai con người của tiên tổ vốn là một thể, lúc này bay ra lập tức bị hai cô bé bắt lấy. Vật này đối với song tử Đại Thiên Tôn có tác dụng, xin song tử Đại Thiên Tôn nhận lấy. Đa tạ vừa rồi đã tương trợ. Vương Lâm nói lời này khiến sắc mặt Cửu Đế đại biến, giống lên giận dữ, thân thể nhoáng một cái liền lao thẳng về phía Vương Lâm. Còn cả đạo nhất lúc này cũng đỏ bừng hai mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo thân thể bị hắc khí bao lại một lần nữa lao tới. Võ Phong, Hải Tử, đồng loạt ra tay. Trong lòng Cửu Đế vô cùng tức giận, hắn thân là Đại Thiên Tôn lại tồn tại đã lâu như vậy nhưng hôm nay ở nơi này lại phải gọi người khác cùng ra tay. Điều này đối với hắn mà nói là một sỉ nhục hiếm thấy, người này tuyệt đối không thể lưu lại. Sát khí của Cửu Đế bốc lên ngập trời. Trong nháy mắt khi hắn tới gần, hai cô bé song tử Đại Thiên Tôn khi nhận lấy hai con ngươi của tiên tổ, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng thần sắc lại lộ vẻ quyết đoán, thân thể lại nhoáng lên, lập tức dung hợp, hóa thành song tử Đại Thiên Tôn chính thức song liền giao chiến với Cửu Đế và Đạo Nhất. Tiếng ầm vang vọng khắp không gian, sắc mặt Võ Phong ở cách đó không xa hơi do dự, còn cả Hải Tử Thiên Tôn ở phía xa lúc này cũng cắn môi dưới, hiển nhiên đang phân vân. Trong nháy mắt khi song tử Đại Thiên Tôn đối kháng với Cửu Đế, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải giơ lên, hóa thành hai luồng hắc quang chém lên hai tay của đầu lâu của tiên tổ, lập tức máu tươi màu vàng kim chảy ra, hai tay tiên tổ hóa thành kim quang, bị Vương Lâm phất tay áo một cái liền bay thẳng về phía Võ Phong. Võ Phong, Đại Thiên Tôn đây là vật ngươi cần. Không tiễn. Võ Phong giơ tay phải nhận được, trầm mặc nhìn hai tay tiên tổ, lui lại phía sau vài bước, hắn đã không cần phải tham gia nữa, nhất là lúc này bị chớ thuật bao phủ hắn cũng không muốn ra tay, cần nhanh chóng trở về động phủ bế quan khu trừ. Vừa lui lại phía sau,
Võ Phong không nói một lời, nhìn Vương Lâm thật sâu một cái, xoay người bước đi, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Cửu đế bị Song Tử Đại Thiên Tôn ngăn cản, thấy cảnh này sát khí trong mắt lại càng đầm, hắn cắn răng gầm nhẹ, toàn thân lập tức tràn ngập bạch quang, bất ngờ ở phía sau có một vòng mặt trời khổng lồ màu trắng hiện ra, một con bạch lang gầm thét lao ra, đầu sói xuyên thấu qua thân hình cửu đế, lao thẳng vào Song Tử, đạo nhất, hải tử đoạt đầu lâu. Cửu đế không tiếc chuyện thi triển lực lượng Thái Dương sau khi bị trúng chớ thuật, phát ra tu vi mạnh nhất của hắn dùng thực lực bản thân đối kháng với Song Tử Đại Thiên Tôn khiến đạo nhất nhoáng lên, phía sau bất ngờ cũng xuất hiện một mặt trời. Đạo nhất lúc này không nghĩ tới chuyện khiến chớ thuật trở nên nghiêm trọng, toàn lực ra tay, nhưng hắn là Đại Thiên Tôn có tu vi yếu nhất, chớ thuật trên người hắn cực kỳ nghiêm trọng, cho nên giờ phút này mặt trời phía sau ảm đạm không chút ánh sáng, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán, lực lượng phát ra cũng không nhiều lắm. Lực lượng này giết Dược Thiên Tôn thì đủ nhưng không giết nổi Vương Lâm tóc đen do sát lục giáng trần trong thời gian ngắn được. Hắn còn cần hải tử trợ giúp, nếu liên thủ với hải tử, dưới thần thông của Điệu Vong tộc thì còn có phần thắng. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, khi đạo nhất lao tới, đầu lâu của tiên tổ dưới thân lùi nhanh lại phía sau lập tức hướng về phía hải tử Thiên Tôn đang phân vân ở phía xa xa nói. Ta không biết nên gọi ngươi là hải tử Thiên Tôn hay là hải tử quốc sư, Điệu Vong tộc của ngươi lợi dụng ta giải khai phong ấn. Ngươi mặc dù liên thủ với cửu đế, ta cùng lắm là bỏ qua đầu lâu này, nhưng nếu muốn ta chết ở nơi này đúng là chuyện không có khả năng. Do đó ngươi dù có tham dự thì đối với Điệu Vong tộc của ngươi cũng không có lợi. Nếu không tham dự, Vương Mỗ đối với chuyện bị lợi dụng lúc trước có thể xóa bỏ, coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh. Hải tử Thiên Tôn trầm mặc, than nhẹ một tiếng, đứng ở nơi đó không ra tay mà nhắm mắt lại. Đối với lựa chọn của hải tử Thiên Tôn, cửu đế cắn răng một cái, thần sắc càng âm trầm hơn nhưng không mở miệng khuyên nhủ mà triển khai cuộc chiến giữa các đại thiên tôn với Song Tử. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa lan tỏa ra tám hướng. Đạo nhất tới gần Vương Lâm, trong hai mắt đỏ bừng lộ ra sát khí. Hắn muốn giết Vương Lâm, muốn dùng máu tươi của đối phương để rửa đi việc bản thân bị sỉ nhục. Thần sắc Vương Lâm vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi đạo nhất tới gần, hai mắt màu đen bộc phát ra chiến ý hiếm thấy. Luồng chiến ý này đã rất lâu không thấy xuất hiện trên người hắn. Đây là minh ngộ của hắn đối với chiến pháp tắc ở động phủ giới. Đạo nhất, Vương Lâm đứng trên đầu lâu của tiên tổ, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, mái tóc đen không gió mà tung bay, tay phải giơ lên một mảnh nhỏ màu vàng xuất hiện. Mảnh nhỏ này chính là mảnh vỡ của tiên cực kiếm mà cửu đế cho hắn khi ở trên phố dài. Ngay lúc đó cửu đế không thể nào ngờ nổi là Vương Lâm lại có thể sống sót trong kế hoạch của Điệu Vong tộc. Nếu hắn biết thì sợ rằng tuyệt đối sẽ không đưa ra mảnh vỡ này. Sau khi dung nhập mảnh vỡ này vào cơ thể, hai mắt Vương Lâm tóc đen lộ ra ánh sáng kỳ dị, từng bước bước tới, tay phải giơ lên, vỗ mạnh lên ngực một cái. Ngũ hành chân thân, đi ra, tam đại hư bổn nguyên, đi ra, cấm chế, thái sơ đi ra. Dưới mấy cái vỗ này, từ trong cơ thể Vương Lâm tóc đen ngoài sát lục và mặc diệt cùng với lôi đình ra, tất cả bổn nguyên đều tản ra. Đã không còn bổn nguyên, chỉ còn lại lôi đình nối liền sát lục và mặc diệt, cả người Vương Lâm tóc đen hoàn toàn trở thành hóa thân của diệt thế, bước từng bước đi tới, nhằm về hướng đạo nhất. Hai người triển khai chém giết ầm vang giữa không trung. Đạo nhất cầm giống, dựa vào lực lượng của Đại Thiên Tôn vạn vật quý nhất, vạn vật dung hợp giơ tay là có thần thông giáng xuống, ẩn chứa cả lực lượng tín niệm, ầm ầm va chạm với Vương Lâm. Vương Lâm tóc đen lần lượt sụp đổ, nhưng lại vĩnh sinh bất diệt. Đáng chết, Vương Lâm này sau khi trở thành tóc đen sao lại khó chơi như vậy. Đạo nhất chịu đựng sự đau đớn do chớ thuật trong cơ thể, liên tục ra tay nhưng cuối cùng lại liên tục lui lại dưới thần thông của Vương Lâm tóc đen khiến chớ thuật trong cơ thể càng ngày càng nặng. Trong tiếng ầm vang, chỉ thấy thân thể Vương Lâm tóc đen lại một lần nữa hóa thành vô số hắc khí giống như ẩn chứa tính mạng, mang theo linh tính bay thẳng về phía đạo nhất, ngưng tụ lại bên ngoài thân thể hắn. Từ trong hắc khí vươn ra một chỉ điểm về hướng đạo nhất. Đạo nhất xoay phát người, khuôn mặt lúc này hầu như đã hóa thành xương trắng, huyết nhục bị rơi ra máu me còn lưu lại. Đánh ra một quyền, vạn vật trong thiên địa lập tức bất động, giống như cả hắc khí cũng đều đứng yên. Một quyền này đánh xuống khiến một chỉ của Vương Lâm tan nát, hắc khí bị cuốn đi, ở ngoài 10 trượng lại ngưng tụ một lần nữa hóa thành thân ảnh Vương Lâm. Nhưng lúc này thân thể đạo nhất sững lại, liên tục lui lại 3 bước, khí tức sát lục rất khó có thể khu trừ trong cơ thể giống như dung hợp với lực lượng của chớ thuật, khiến hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm giống thống khổ. Hai mắt Vương Lâm tóc đen lạnh lùng, thân thể lại một lần nữa lao ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy ngũ hành chân thân bị Vương Lâm tóc đen bước ra bởi có một mảnh vỡ của tiên cực kiếm dung hợp nên đạo bổn nguyên cuối cùng trong ngũ hành của hắn, Kim bổn nguyên đã đại thành. Kim bổn nguyên đại thành, dù chưa ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân nhưng cũng khiến cho ngũ hành hoàn toàn viên mãn, khi vận chuyển liền sinh sôi không ngừng, hoàn mỹ trở thành một thể. Ngũ hành chân thân của Vương Lâm bất ngờ bộc phát ra lực lượng kinh thiên, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm tóc đen đang giao chiến với đạo nhất, ngũ hành chân thân này bỗng nhiên bước ra, bên ngoài thân thể có ánh sáng năm màu vờn quanh, giống như mặc một chiếc áo choàng nhiều màu vậy. Màu đen đại biểu cho thổ của đại địa, màu vàng đại biểu cho kim của vạn vật,
màu xanh đại biểu cho mộc đầy sinh cơ, còn màu lam là đại biểu thủy tràn ngập sóng, màu hồng là đại biểu cho hỏa diễm hừng hực. Ngũ hành chân thân tới gần giơ tay phải lên, lập tức ngũ hành lực ầm ầm truyền ra, chỉ thấy thổ màu đen hóa thành đại địa mênh mông, mặt đất này hư ảo nhưng lại tràn ngập thổ bổn nguyên kinh người, ầm vang chấn động không ngừng, giống như đại địa thức tỉnh, hình thành một thổ nhân khổng lồ. Nó xuất hiện phía sau đạo nhất, ầm ầm đánh ra một quyền, còn có tính kim của vạn vật sau khi xuất hiện liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bất ngờ hình thành một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Thanh kiếm này hoàn toàn là hư ảo nhưng lại ẩn chứa kim bổn nguyên, giờ phút này sau khi ra tay liền hóa thành mưa kiếm đồng loạt bắn tới đạo nhất. Mộc đầy sinh cơ hình thành một thân cự mộc lớn tới trăm trượng, từ trên trời biến ảo ra, ầm ầm ném tới đạo nhất. Cự mộc này giống như có thể phá tan thiên địa, bộc phát ra một kích cực mạnh, sóng nước của thủy hóa hừng hực nóng, hình thành một cơn sóng hỏa diễm lớn bao phủ bốn phía đạo nhất, ầm ầm cuốn tới. Cùng lúc đó, ánh mắt Vương Lâm tóc đen chợt lóe lên, trong khi bước tới thân thể nổ tung, hóa thành vô số lôi đình màu đen nhằm về phía đạo nhất. Đây là lực lượng cực mạnh mà thân thể sát lục sau khi liên thủ với ngũ hành chân thân có thể thi triển ra. Tiếng ầm vang chấn động thiên địa, đạo nhất phát ra tiếng kêu thê lương, y phục bị nghiền nát, một lượng lớn máu tươi tràn ra từ khe hở trên khuôn mặt đã biến thành đầu lâu. Ở phía sau đó mơ hồ có một mặt trời, lúc này mặt trời này chợt sụp đổ, hóa thành một lực trùng kích khiến cự mộc đang giáng xuống tan rã, khiến cho thổ nhân tan thành nhiều mảnh, khiến cho biển thủy hòa bị cuốn đi, cũng khiến cho thanh kiếm sắc bén do vạn kim tạo thành vỡ vụn, khiến cho ngũ hành tàn ra lại một lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành ngũ hành chân thân của Vương Lâm một lần nữa. Nó cũng khiến vô số lôi đỉnh của Vương Lâm tóc đen ầm ầm nổ tung, hình thành từng luồng hắc khí bay vọt lại, ngưng tụ thành Vương Lâm tóc đen. Đạo nhất phát ra tiếng kêu thê lương, khuôn mặt chỉ thấy xương cốt. Ở nơi hai hốc mắt của hắn lúc trước còn có hai mắt nhưng lúc này lại như u hỏa, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn sợ hãi không chỉ có Vương Lâm mà còn lực lượng chiếu thuật đang bộc phát hoàn toàn trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, luồng lực lượng chiếu thuật này bắt đầu thiêu đốt linh hồn hắn, nếu không lập tức rời đi bế quan điều dưỡng, nếu tiếp tục đấu pháp thì hắn rất có khả năng sẽ mất mạng. Bổn tôn không cam lòng. Đạo nhất ngửa mặt giống lớn, thân thể nhóng một cái liền vọt lên phía trên, bất ngờ lại muốn rời khỏi nơi này. Hắn không dám đánh tiếp, hắn cảm nhận được bóng ma tử vong đang nhanh chóng bao phủ lấy mình. Cấm chế bổn nguyên, cấm phong thương khung, thái sơ bổn nguyên, tàn dạ lực, sinh tử, nhân quả, chân giả, bao phủ đất trời. Vương Lâm tóc đen và ngũ hành chân thân của Vương Lâm đồng thời ra tay, chỉ thấy bầu trời phía trên đạo nhất vốn trước kia đã sụp đổ, biến thành hư vô, thì trong nháy mắt khi hắn muốn rời đi liền đột ngột xuất hiện những đám ký hiệu. Đây là lực lượng cấm phong của cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm. Cùng lúc đó sau cấm chế, một vòng mặt trời bất ngờ biến ảo ra, vầng mặt trời này tỏa ra ánh sáng vạn trượng, dung nhập vào trong cấm chế bổn nguyên, hình thành một tấm màn bao phủ cả thiên địa. Ngay sau đó, tam đại hư bổn nguyên bỗng nhiên biến ảo ra, bao phủ bốn phía, hình thành một vùng sương mù. Trong sương mù này ẩn chứa đạo của Vương Lâm, che phủ bầu trời, tràn ngập tám phương, phong tỏa mạnh mẽ không cho đạo nhất rời đi. Còn muốn chạy, Vương Lâm tóc đen và ngũ hành chân thân một tà một hữu lao thẳng về phía đạo nhất. Ở xa xa, thần sắc cửu đế đang giao chiến với song tử lộ vẻ khiếp sợ. Sau khi va chạm với thần thông của song tử xong, trong khi ánh sáng màu tím và màu trắng ầm vang, thân thể hắn lập tức lui lại phía sau, cất bước tiến thẳng về phía Vương Lâm. Sắc mặt song tử tái nhợt, cắn răng một cái liền tiến tới ngăn trở một lần nữa. Song tử đủ rồi, tiên hoàng đã tử vong, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn đạo nhất bị chớ thuật hủy diệt mới được. Cửu đế giống giận, bước chân song tử sững lại, nàng dù sao cũng thuộc về tiên tộc, huyết nhục trên thân thể đạo nhất cũng đang bị bóc ra. Bộ dáng của hắn lúc này thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng, hắn mắt thống khổ lộ ra vẻ điên cuồng. Lập tức bên ngoài thân thể hắn có một ngọn lửa vô hình ầm ầm thiêu đốt, hắn liên tiếp gầm thét, ầm ầm xuất quyền đánh về phía bầu trời, thiên địa ầm vang. Chỉ thấy sự giam cầm do cấm chế, thái sơ, còn cả tam đại hư bổn nguyên tạo thành bị đạo nhất thiêu đốt lực lượng bản thể, lập tức sụp đổ khiến đạo nhất có thể lao ra. Thấy đạo nhất sắp sửa đào tẩu, hai mắt Vương Lâm tóc đen và ngũ hành chân thân đồng thời lóe lên. Người có thể chạy ra nhưng đạo nhất tông trốn không thoát. Đây là lời nói của Vương Lâm tóc đen, mang theo sát khí và hủy diệt. Sao có thể để ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Đây là lời nói của ngũ hành chân thân. Trong mắt đạo nhất hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn không tiếc thiêu đốt bản thể là vì muốn rời đi, mau chóng bế quan. Lúc này tông môn gì, tiên tộc gì hắn cũng không cần nghĩ tới. Thân thể vọt lên, lập tức trở nên mơ hồ. Đồng thời lúc này cửu đế thoát khỏi song tử bỗng nhiên cất bước lao tới, nhìn như muốn ngăn cản Vương Lâm truy kích nhưng trên thực tế lại mang theo sát khí. Ánh mắt Vương Lâm tóc đen lóe sáng, không chút do dự, trong lúc đạo nhất đang muốn bỏ chạy, cửu đế vọt tới, thân thể hắn bất ngờ hóa thành vô số hắc khí, bay thẳng về phía ngũ hành chân thân, trong nháy mắt liền dung hợp, hình thành một thân ảnh mơ hồ. Cấm chế bổn nguyên, trở về, thái sơ bổn nguyên, trở về, sinh tử, nhân quả chân giả, trở về. Ngũ hành chân thân ngưng,
sát lục lôi đình chân thân ngưng, hư bổn nguyên, ngưng. Lời nói truyền ra từ trong thân ảnh mơ hồ nọ, chỉ thấy bên ngoài hắn nhanh chóng thay đổi, hình thành thân thể Vương Lâm. Mái đầu của hắn không phải hoàn toàn màu đen mà là nửa đen nửa trắng. Ngẩng đầu lên, một luồng khí tức khiến đồng tử cửu đế co rụt lại bất ngờ bộc phát ra từ trong cơ thể thầy Vương Lâm. Đây là biểu hiện cực mạnh của hắn lúc này khi không có phân thân ở trong hư vô. Đây là tu vi đỉnh phong của hắn sau khi hấp thu một chút tu vi truyền thừa của tiên tổ, hơn nữa ngũ hành viên mãn dung hợp cùng với thân thể sát lục. Ở phía sau người hắn lúc này chợt xuất hiện một hư ảnh mặt trời nửa đen nửa trắng vô cùng quỷ dị. Mặt trời này tuy rằng mơ hồ, chỉ mới có hình dáng như nó xuất hiện khiến tâm thần hài tử, cửu đế, song tử và cả đạo nhất đang bỏ chạy toàn bộ đều chấn động. Đây không phải là ảo ảnh của thần thông, mà là đại thiên tôn chi dương. Chuyện này không có khả năng, hắn chưa từng tới thái cổ thần cảnh, làm sao lại có thể có đại thiên tôn chi dương? Tuy rằng mơ hồ như đây đích xác là hình dáng ban đầu của đại thiên tôn chi dương, hắn lại có thể dựa vào thực lực tự thân mạnh mẽ ngưng tụ ra đại thiên tôn chi dương. Người này, đại thiên tôn chi dương hai nửa đen trắng tỏa ra ánh sáng quỷ dị, tồn tại trong thiên địa bao phủ hư vô phía sau Vương Lâm. Đây là biểu hiện mạnh nhất của Vương Lâm vào lúc này. Trong nháy mắt khi đại thiên tôn chi dương xuất hiện, bước chân Vương Lâm tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần đạo nhất đang lộ vẻ khiếp sợ, hai mắt cửu đế lộ vẻ ngưng trọng, đồng tử co rụt lại, thân thể nhoáng một cái, lập tức muốn ngăn cản. Hắn không thể trơ mắt nhìn đạo nhất bởi chớ thuật tăng lên mà chết, hắn không muốn tiên tộc lại mất đi một đại thiên tôn nữa khiến thế cân bằng với cổ tộc tan vỡ. Lúc này tiên hoàng đã chết, đạo nhất này quyết không thể có chuyện ngoài ý muốn. Cửu đế tiến tới, lập tức toàn thân tỏa ra bạch quang chói mắt, phía sau hắn có mặt trời màu trắng biến ảo ra, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, hình thành một bạch lang khổng lồ. Con bạch lang này gầm thét ngăn trở Vương Lâm, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, trong nháy mắt sẽ va chạm với nhau giữa không trung. Vương Lâm, không thể giết đạo nhất, cửu đế giống to, bạch lang biến ảo ra bên ngoài cơ thể há to miệng, nhằm thẳng về phía Vương Lâm mà cắn. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong nháy mắt khi bạch lang cắn tới, mặt trời hai nửa đen trắng phía sau hắn lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể Vương Lâm. Điều này khiến thân thể Vương Lâm trong nháy mắt này sau khi ngưng tụ toàn bộ lực lượng của đại thiên tôn chi dương liền hướng về phía bạch lang đang cắn tới, xoay người tung một cước. Đại đạo thuật khi tới một trình độ nhất định thì một quyền một cước đều ẩn chứa quỹ tích của thiên địa dẫn động thần thông biến hóa ra. Một cước này đá ra khiến hư không ầm ầm chấn động. Từ xa xa nhìn lại, đây đâu phải là bạch lang va chạm với một cước của Vương Lâm, rõ ràng là một phần mặt trời màu trắng va chạm với một phần mặt trời nửa đen nửa trắng. Tiếng ầm vang kinh thiên tản ra tám hướng, ù ù lan ra. Chỉ thấy vầng mặt trời màu trắng của cửu đế chấn động, bạch lang gầm thét, thân thể khổng lồ giống như bị một lực lượng trùng kích đánh tới, lập tức sụp đổ hơn phân nữa, chỉ còn lại cái đầu sói bị cuốn trở về. Sắc mặt cửu đế tái nhợt, hai mắt lộ vẻ rung động, hắn dù bị chớ thuật cuốn thân phải phân thần áp chế lại vừa đánh một trận với song tử, giờ phút này đang vào lúc suy yếu nhất, nhưng dù sao hắn cũng là đại thiên tôn mạnh nhất trong đám đại thiên tôn, mà đối phương dù đã ngưng tụ ra đại thiên tôn chi dương nhưng hình dáng mặt trời này còn chưa hoàn toàn biến ảo ra, giống như chỉ là mầm mống còn chưa tới lúc khai hoa kết trái. Nhưng chỉ có đại thiên tôn chi dương này cũng đã khiến đối phương có thể bước lui mình trong một kích toàn lực mà mình có thể phát huy vào lúc này. Loại chuyện này nói không thông, chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là đại thiên tôn chi dương mà Vương Lâm ngưng tụ ra không tầm thường. Đây cũng không phải là đại thiên tôn chi dương bình thường. Cửu đế vừa lui lại phía sau, lại một lần nữa vọt tới, chỉ thấy hai đại thiên tôn chi dương sụp đổ. Thân thể Vương Lâm cũng lùi lại phía sau, khóe miệng có máu tươi tràn ra nhưng thân thể liền nhoáng lên, vọt về phía bầu trời. Cửu đế vội vàng ngăn cản không thể chặn được Vương Lâm. Trong thời gian ngắn thân thể Vương Lâm đã tiến vào bầu trời, tới gần đạo nhất toàn thân đang càng ngày càng nhiều hắc khí, thân thể cũng bắt đầu bị bóc ra từng đám thịt kia. Từng bước đi tới, đạo nhất thấy đã không thể bỏ chạy, hai mắt lộ vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời gầm thét, tay phải giơ lên, chụp một cái vào hư không, lập tức một thanh loan đao màu đen biến ảo ra. Thanh loan đao này vừa xuất hiện liền tỏa ra sát khí kinh nhân, sau khi vờn quanh thân thể đạo nhất một vòng liền bỗng nhiên chém một nhát về phía Vương Lâm. Vương Lâm, ngươi muốn giết bổn tôn vậy thì đồng quy vu tận với bổn tôn đi. Đạo nhất trong sự điên cuồng liền vung đao chém xuống, lưỡi đao lập tức tới gần Vương Lâm. Nhưng ngay trong tích tắc khi ánh đao đảo qua, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, lập tức hóa thành 99 hư ảnh. 99 hư ảnh này bao phủ tám hướng, bị loan đao chém xuống liền phát ra tiếng ầm vang vang, sụp đổ hơn 90 cái. Nhưng những hư ảnh còn lại lại xuyên thấu qua loan đao, ngưng tụ lại trước người đạo nhất, hóa thành thân ảnh của Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, sau khi xuất hiện, tay phải lập tức giơ lên điểm một chỉ vào mi tâm của đạo nhất, ầm một tiếng, thân thể đạo nhất từ trên bầu trời rơi xuống, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thân thể đạo nhất lúc này bị chớ thuật bộc phát toàn diện, trong lúc rơi xuống liền có rất nhiều huyết nhục chia lìa, y phục tổn hại,
bên ngoài thân thể có hơn phần nửa đã trở thành hình dạng của xương khô. Trong tiếng ầm vang, hắn rơi xuống mặt đất đã vô cùng tổn hại kia. Ta không cam lòng, oán khí của đạo nhất ngập trời. Hắn nếu không phải bị chớ thuật bao phủ thì đối mặt với Vương Lâm cũng không tới mức này. Nhưng lúc này trạng thái hiện tại của hắn lại thê thảm tới vậy. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.